Từ thành phố Cà Mau chạy hơn 1 tiếng đồng hồ theo hướng quốc lộ 1A về huyện Cái Nước. Từ đây chúng tôi tìm đường đến khu di tích căn cứ Xẻo Đước để đến khám phá đầm Thị Tường. Dọc hai bên đường đến đầm được bao bọc bởi cây xanh mát. Được biết, đầm Thị Tường là một trong những đầm phá tự nhiên lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích mặt nước khoảng 700 hectare. Nằm trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Trần Văn Thời, huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau. Đầm Thị Tường được chia làm 3 đầm chính là đầm trong, đầm giữa và đầm ngoài. Khu đầm giữa là đoạn lớn nhất phình to ra. Việc di chuyển trên đầm chủ yếu bằng xuồng máy. Di chuyển trên xuồng máy giúp cho chúng tôi nhìn ngắm khu đầm ở nhiều góc khác nhau. Gió thổi mát rượi, nhìn cảnh sóng thanh bình yên ả của người dân sẽ cho ta cảm giác lâng lâng, sảng khoái giữa trời đất sông nước mênh mông. Nơi đây có những người dân phóng khoáng và hiền hòa mến khách. Nơi mẹ thiên nhiên ưu đãi, nguồn thủy hải sản vô cùng phong phú. Những người dân tứ xứ đã về đây mưu sinh giữa bốn bề mênh mông sông nước. Wow, khỏe quá các bạn ơi. Cuối cùng thì chúng ta đã rời thành phố Cà Mau, đến được một cái nơi rất là đẹp thanh gió mát. Ở đây được gọi là đầm Thị Tường, hay là người dân còn gọi với cái tên gọi thân thương đó là đầm Bà Tường. Thì các bạn có biết là cả đoàn phim là đã đi rất là xa, và hiện nay là chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái khi được tận hưởng cái không cảnh sông nước như thế này. Và thưa quý vị, các bạn hãy nhìn thấy đây, đò của chúng ta đang đi rất gần đến đầm Thị Tường rồi đây. Hứa hẹn chúng ta sẽ có một chuyến trải nghiệm thật là thú vị. Khu đầm này rất là rộng các bạn ơi. Khu đầm này của chúng ta rộng, phải nói là bề rộng của nó là 2 cây số, còn bề dài của nó là 7 cây số, rất là lớn. Tuy nhiên mặt nước ở đây không có sâu, đường cao thủy chiều cao lắm là chỉ ngang có cổ chúng ta thôi, chúng ta không phải lo lắng nha. Đây là lần đầu tiên em biết, là lần đầu tiên em đến đất Cà Mau phải không? Em cảm giác như thế nào khi mà em được ra giữa đầm rộng lớn như thế này? Thực sự thì Thanh Hồng, em rất là cán ngợp giữa cái khung cảnh sông nước hữu tình như vậy. Rất lâu rồi em mới có thể trải nghiệm là cái khung cảnh quê đồng chất quê như thế này. Yeah. Mà không có thể ở thành thị nào mà có. Yeah. Có một cái chuyện hài hước xảy ra là em có tìm thấy một cái một chuyện đó, tức là có một cái anh ở một cái tỉnh khác lại đây, thì anh đi trên một cái đò giống như mình vậy nè, xong rồi anh bị té xuống, nhưng mà anh với người ta, xong cuối cùng chân anh lại chạm đất, anh đánh ý mà cạn. Cái đầm rất là cạn, em nhìn thấy những cái cọc đó là để họ đánh bắt thủy sản. Những cọc đó rất là cạn thôi, nó chỉ ngang ngửa mình ngang cổ này thôi à. Dạ, vậy ha. Ghé qua một cái địa danh khá nổi tiếng là của anh Hai. Tôi gọi anh Hai bởi vì lớn hơn tôi cũng không bao nhiêu. Anh Hai thì được gọi là vua đầm ở đây, bởi vì đây là một trong những cái người mà đã sinh sống ở đầm này lâu năm nhất. Anh Hai biết rất rõ về khu đầm này, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hai, giao lưu với anh Hai nhé các bạn. Rồi tôi mời tất cả các bạn cùng với Thanh Hồng ghé sang thăm anh Hai. Ở đây có rất là nhiều đoàn làm phim cũng như là những cái đoàn du khách thường đến tham quan và ăn uống ở khu vực này, và mọi người đều cảm nhận được rằng đây là một cái nơi rất là tuyệt vời để giải tỏa những cái áp lực căng thẳng trong cuộc sống của mình. Và hy vọng là sớm thôi các bạn sẽ được đến đây và được tham quan cái khung cảnh thiên nhiên này. Đó là người ta mới gọi là sống ảo đó. Cái đó là sống ảo được. Ông anh đi ghe tới em. Đầm Thị Tường là nơi sinh sống của các loài thủy hải sản nước lợ như tôm sú, cua, sò huyết. Cư dân sinh sống quanh đầm chủ yếu bằng nguồn thủy hải sản khai thác được từ đầm này. Trên đầm có rất nhiều căn nhà khá rộng, nổi giữa đầm được làm bằng gỗ, với vách được làm bằng ván và mái lợp bằng dừa nước. Nơi đây cũng thu hút nhiều bạn trẻ thích khám phá, du lịch và thưởng thức hải sản trên đầm với nhiều món ngon mà không cần phải tốn quá nhiều chi phí. Khi đến phá đầm Thị Tường sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái, yên bình, sẽ không có những nhà hàng sang trọng, không có nhiều điểm giải trí. Đến đây, ban đầu các bạn sẽ cảm giác lạ lắm khi leo lên căn nhà chòi ợp ẹp. Tuy nhiên, các vị chủ chòi luôn niềm nở, ân cần đón khách. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta rất là may mắn chúng ta được một chuyến ở trong ở đây là không gian bếp
của ngôi nhà thứ hai trong khu đầm Đường. Ở đây phía bên cạnh tôi là một anh đầu bếp điển trai, anh Thọ. Ở đây tôi có hỏi anh Thọ một số cái món ăn ở đây được chế biến như thế nào. Anh Thọ sẽ hỏi là em thấy cái này là còn biết, nhưng mà cái này là mình lấy gì đâu anh? Em thấy cái này tức là mình nuôi đầm mình đem lên luôn hả? Món này là món không biết nấu gì vậy anh ạ? Dạ. Ở đây là em thấy có cái con này là em gõ nó là con khu hay con gì vậy là con ghía, con bà ghía. Mình thường làm được bao nhiêu món con này? Rồi em cũng nghe đang chịu những cái bài khoa chế anh không anh? Dạ. Anh Thọ ơi, hồi nãy em hơi tò mò, em thấy ở bên đây nè, nó có hai cái món đồ rất là đẹp. Cái này là hình như giống cái lò mà quê em ngày xưa là làm bằng cách luôn phải không anh? Phải. Dạ. Rồi cái lò này là mình đang nấu con cá gì mà to thế anh? Cá trẻ ngang muối luôn. Ồ, cá trẻ ngang muối. Wow, khổng lồ, khổng lồ. Wow. Và còn ở bên đây thì chúng ta đang nấu món gì anh ạ? Cá nấu đậu. Rồi, hồi nãy đó thì cái anh nói em tưởng là cái món này là món chấm cá lóc. Em cũng tưởng chấm cá lóc. Và những cái món hải sản ở đây là chúng ta đều bắt được ở đây để trả cho Trung Quốc mình hơn. Ở bên đây phải không anh? Đây. Mời các bạn kế bên. Thì đúng ở đây. Tôm tươi quá đây. Đó, tôm tươi bắt từ dưới dưới khu đầm của mình này. Khu đầm lên luôn ha. Đây là chuối dưới đầm luôn. Trao đổi về văn hóa cuộc sống, những câu chuyện kể không đầu không cuối. Bún bề là nước, nhưng đầy đủ tiện nghi, không thua gì trên bờ. Cái này là ngon. Rất là ngon, ăn không giỏ được luôn. Tại vì người ta đã có chiên qua sơ qua rồi. Ăn chung nước cơm đúng không? Cơm cái món này á. Dễ luôn. Cho anh lên món. Kéo luôn. Cho anh lên món ngon mỗi ngày. Thủy triều xuống ở trong rừng nước thường có rất nhiều tôm và cua lớn.
Dạ, chị thật ra chị cũng chỉ xem qua ở trên các trang mạng hoặc là những cái trang kênh phim thôi, chứ chưa bao giờ tận mắt và tự mình đi bắt cua như thế này. Chào các bạn. Bây giờ thì Nhã và Hồng đang đứng ở ngay một cái bãi gọi là bãi bắt ba khía. Và chúng ta sẽ đến đây xem coi người dân địa phương bắt ba khía như thế nào. À, chúng ta cùng đến nào các bạn. Rồi các bạn ơi, khu này thì sình cũng tương đối là lúng nhưng mà không sâu lắm đâu. Nếu mà so với lại ở dưới bãi đầm thì sình lúng lên tới đầu gối lận. Có con thòi lò. Ở đây thì dĩ nhiên là có rất nhiều sinh vật nhỏ rồi. Đó là có thòi lò nè, có cua biển, có luôn cả ba khía nữa. Mình thử xem coi, mình thử thôi chứ mình cũng không biết được bắt được con nào không. Ây dạ. Hy vọng là có thể bắt đủ ba khía cho cả đoàn phim mình ăn. Bây giờ chúng ta phải rời bãi xuống rừng thôi, bởi vì với khả năng bắt ba khía của Thanh Nhã và Thanh Hồng thì chỉ có nước mà đi móc bọc thôi. Ta sẽ lui ra khỏi khu săn bắt ba khía và chúng ta sẽ tiến về phía nằm trên. Đây là cái gực nước đó. Các bạn ơi, bên tay trái của Nhã và Hồng đó là nơi đi vào trong ngã ba tiếp giáp giữa đầm giữa và sông Kênh Ba, cũng là nơi mà chúng ta có thể đi qua huyện Trần Văn Thời. Chúng ta vừa mới đi vào khu vực có nhiều người sinh sống, nó không nằm trong phạm vi khu đầm lầy nữa, mà ở đây sẽ có nhiều gia đình buôn bán hơn, cung cấp những nhu yếu phẩm cho bên khu vực của đầm. Wow, tuyệt vời. Đó là anh Hai, tướng anh Hai rất là lương thiện, các bạn nhìn nè. Anh Hai sống ở vùng Đầm Tôm này đã nhiều năm rồi. Và anh Hai được gọi là vua Đầm Tôm, đầm Bà Tư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Hai đi chứ nha. Anh Hai à, đã rất là mới anh Hai, nhắn hỏi anh Hai đi chứ là anh Hai còn lâu rồi. Anh Hai Hùng. Dạ, anh Hai Hùng. Tại vì anh Hùng đó là vua Đầm. Dạ. Sống ở đây là năm nay là 26 năm. Dạ. 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 Sống rất là không có lỗ, đi không có điện luôn, trời đang giàu không à, từ cái tôm cá đây đó, học sinh sống, bắt bể to hàng ngày vậy sao, xây cái bắt dưới nó lỗ, ở đây thì bắt cá là thiên nhiên, con cua, cá biển, cá ngát, cá lâu, cá đối, những cái đoàn khách Việt kiều nó lại đây người ta ăn cá tươi á, thì họ ăn thích quá. Cá lược với cá kèm á, cá lược có phải là nó phóng lên đúng đụng lỗ chít chít khịt lên thì cá lược nó bắt bán hết, còn có tới ăn cũng làm nha, hình hình là mấy trăm ngàn con gì đâu có nói là, mà đó cá lược tao kêu ông lược, nó là cá lớn mà cá ông mà không phải xưa tao kêu ông lược vậy đó, tao lược vì cái người Việt Nam mình gì tâm muốn chứ. Khi mặt trời sắp tắt thì đầm Thị Tường lại như một bức tranh thủy mặc hữu tình, ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt đầm càng thêm nét lung linh huyền ảo. Từ thời khắc này trở đi, không còn vẻ nhộn nhịp mà thay vào đó là sự tĩnh lặng.
chỉ có những tiếng cười trong các căn chòi đang thưởng thức đặc sản Cà Mau bên ly rượu và ngân nga những câu vọng cổ. Có bao giờ bạn ở giữa đầm nước mênh mông, gió mát rượi, thưởng thức hải sản tươi sống cực ngon và được nghe những tiếng đờn ca tài tử mùi mẫn? Cảm giác này thật tuyệt vời. Xin chào mọi người, sau một ngày khám phá thật là thú vị tại đồng Hiệp Tường thì Thanh Hồng và Thanh Nhã sẽ bắt đầu đi đến một vùng đất mới, đó chính là đất Mũi, để khám phá tiếp tục những cái vùng đất đẹp hơn nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nào các bạn?